Quý vị và các bạn đang đến với bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Thưa quý vị và các bạn, hai ngày cuối tuần, Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa từ 30 đến 60 mm, có nơi trên 120 mm. Trong đêm mai mùng 6 tháng 8, mưa lớn thu hẹp về khu vực vùng núi và trung du và kéo dài thêm một vài ngày với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 100 mm. Mưa lớn nhiều ngày dễ gây nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 28 đến 31 độ. Với miền Trung, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 50 mm, nhiệt độ từ 24 đến 27 độ. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 32 đến 35 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mưa giảm, ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ ở Tây Nguyên từ 28 đến 31 độ, nhiệt độ ở Nam Bộ từ 31 đến 34 độ. Trở lại với thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Sóng biển cao từ 2 đến 3,5 mét. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có lúc trên 3,5 mét. Tàu thuyền và các hoạt động hàng hải tại những vùng biển trên cần lưu ý đề phòng. Bây giờ là phần dự báo thời tiết cả khu vực của tỉnh Quảng Bình đêm nay và ngày mai. Khu vực đồng bằng ven biển, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 28 đến 34 độ, độ ẩm từ 52 đến 77%. Khu vực miền núi, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm từ 58 đến 86%. Khu vực thành phố Đồng Hới, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, đêm có lúc có mưa rào, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 28 đến 34 độ, độ ẩm từ 54 đến 78%. Phần dự báo nhiệt độ của các vùng trong tỉnh sẽ kết thúc bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Chúc quý vị và các bạn có ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.